Chào mừng cô chú chị trở lại kênh YouTube Minh Tơ TV. Lời đầu tiên Minh Tơ gửi lời chúc cô chú chị khán giả xem kênh ngày mới an lành và hạnh phúc. Hiện tại Minh Tơ đang có mặt tại tỉnh Bến Tre. Trước màn hình của chú chị đang xem đây là cái cầu Hàm Luông. Thì buổi sáng ngày hôm nay khoảng 8 giờ mấy 9 giờ thì người dân đã phát hiện một chiếc xe YRS màu đen. Biển số xe là tỉnh Bến Tre luôn, là số 71H5 8008. Bỏ lại chiếc xe thì người dân đã trình báo với lực lượng chức năng, thì Nhu cũng đã đăng bài trên của tỉnh Bến Tre. Thì bây giờ cũng chưa thấy người dân của chú chị, thì bây giờ mình ta qua đây để chia sẻ lại vụ việc này như thế này. Thì được người dân vòng vòng này bên xà lan nè, thì mình ta sẽ gặp người dân để chia sẻ cho cô chị biết thêm nha. Đứng trên đây và lúc đó khoảng 9 giờ mấy thì mưa. Vậy là khẳng định là khoảng 9 giờ mấy. 9 giờ mấy? Dạ lúc đó đang mưa rồi. Đang mưa luôn. Mưa lớn lắm. Mưa lớn mà vẫn có người đứng ở trên. Đúng rồi luôn á, giờ anh mới ngạc nhiên nói ủa trời mưa chắc mấy đứa này nó sợ giao thông không dám chạy xuống cái gì nè. Dạ. Nó đứng đây. Dạ. Nghĩ vậy nó sợ giao thông, phạt xe nó đứng đây nếu mưa mình nó chắc cũng mưa. Thà chịu mưa ha, dạ, anh nghĩ dạ. Vậy. Bây giờ là chạy nhảy trong mưa luôn rồi. Anh biết thân nhân gia đình chưa chú? Sao anh tụi anh lại ra là dòm coi có làm không? Có làm thì anh tiếp anh em. Rồi thấy trời mưa anh em nghĩ là đâu ai làm chứ đâu, thôi mình trên tàu giặt đồ. Giặt đồ cái nhìn lên thấy ủa sao cái đông như trời. Cái mình nghĩ ra, mình suy diễn chắc tụi nó sợ giao thông nó dám xuống. Chứ đâu hay vụ mà nhảy cầu đâu, em vô em hỏi anh kinh hửng đó. Anh mới nói ủa vậy nhảy cầu đây hả, mới chạy lại coi với em á, rồi kêu em là phải tưởng là người nhà, mới nói em nếu mà người nhà thì kiếm người mò liền. Mới nửa tháng có ông nội kia nhảy xong cái lội lên kêu cậu cứu ở đây ta lội ra ta chạy ra ta vớt rồi lôi đâu về không có chết gieo xuống mà kêu cậu cứu hả? À ông lội ông mệt quá kêu cậu cứu mấy ông đâu này là có ra đâu chạy ra lôi ông nội vô. Lúc mà gieo xuống thì không suy nghĩ chắc xuống rồi hết hồn hết chí rồi cái kêu người ta cứu biết rồi qua ba cũng ra bảo vệ ông thật tự đồ lại kêu ông nội lên đi khám sức khỏe đi, không ai bắt bớ gì đâu. Cái lội ra lên quăng lên kia thì đây về thế nào lấy người nhà ta sao đó. Bây giờ chưa thấy người nhà nữa hả chú? Người nhà luôn, tụi anh đi không nè. Làm công trình đây nè. Dạ mà sáng giờ là nó mới mở cái cửa này thôi chứ chưa có mở cái cửa này nữa, cái cổng á. Dạ đâu mở đâu, mới mở sáng cho nó vô xe được á. Dạ thân nhân gia đình cũng chưa biết khoảng hai tầng với ba cái dầm cầu nè. Dầm cầu tụi anh chở từ với công ty 60 cho thấy Bình Minh á, chở đến đây xong rồi câu lên xe này để đưa lên trên kia để chở cho tay gác cho bên trường học. Nào gác chừng nào gác bữa nay tính lên vậy rồi lên sẵn trên xe rồi chiều tối mới đi được, ban ngày đi đâu được, xe cổ quá trời rồi. Cái lại nó chưa có giải phóng cái lập cái con lươn cầm hoa đó anh dắt cũng dài ba bữa nó chở không thì đó giờ vô xe được, nhưng mà chắc cũng nhanh thôi. Nhưng mà tôi đang chỉ đợi mong người chậm nhà rồi. Xem được cái đường like này, hai cái thông tin và có nam thanh niên gieo mình đó, thì đó, trên cái thumbnail của Phúc thì cũng có là bản số xe đó, người nhà nhìn được bản số xe, nếu mà nhận diện ra người nhà thì lại đây để mà nắm thông tin ha. Thì cái thông tin cũng trên trang của Bến Tre, tin nhanh Bến Tre cũng có đăng đó người nhà. Ủa anh, ví dụ như đây là cửa biển, thấy như là nước chảy rồng là chảy ra biển. Nước rồng mà đuôi ra biển, đi ra biển. Nước lớn thì từ ngoài biển đổ vô. Đó, cửa biển đó. Cầm xịt đó. Cửa biển gần đây. Vâng thưa cô chú anh chị và các bạn, thì cũng thời điểm nước rồng là nước chảy ra. Nước ăn rút ra, nhưng mà giờ nếu mà người nhà hay tới cho còn chứ để mà nước rồng quá nó chảy ra. Thì sông bự quá mò không được đâu anh ơi. Ra biển là thua. Không, thở lặn nó mò được. Cái bự quá trời. Không, nó nhảy khúc này thì ta mò vòng vòng đây nè. Nó chưa trôi hẳn đâu, nó bất quá thì nước chảy nó tấp vô vòng. Dạ. Nói tụi anh nghe cũng ớn, tối đang ngủ lại. Trời ơi, sợ nữa hả? Có gì đâu mà sợ. Vui lắm, tối tụi nó cầu cái đống ở đây hả? Đó, nó cầu mà nhiều khi sợ. Mình đi tối đi là tái lưu, mình đi trẻ quá. Thấy lỗi lên hả? Là chính xác hả? Thì thông tin có rồi mà chưa thấy người nhà. Chú thấy người ta hồi lúc 9 giờ mấy đây, người ta đứng ta coi. Thanh niên nam nữ đông lắm, mới nghĩ là gì, nghĩ là người ta sợ giao thông, mấy nhỏ sợ giao thông đứng đây để cho chấp nhận mưa ướt chứ miếng công an giao thông phạt sao. Mình nghĩ vậy rồi thôi, mình hơi kệ mấy nhỏ chắc đứng như hơi mưa ướt hết rồi. Đúng vậy không? Vô giờ rồi em hỏi ví dụ người nhảy cầu anh mới giật mình, nó nói trời trời không lẽ có thiệt trời, sáng đứng đi rồi đi tàu nhìn anh thấy
Không, giờ có liên lạc nói người nhà người ta làm sao mà kiếm người tới lặn tới kiếm đi. Đó, thì bây giờ cái đường lai này là lai lớp ở dưới rồi. Mà tất cả quý bà cô chú anh chị mà xem được cái đường lai này của Phúc. Vậy là cái bảng số người Nam hả chú? Có biết đâu nghe anh chị này nói người Nam, mày biết người Nam chứ mình có thấy người nhảy đâu. Thì cũng thấy đăng tin đó là chiếc xe. Chiếc xe nhưng mà chị nói người Nam. Lúc trời mưa. Dạ đúng rồi nghe chị mưa. Mà anh không thấy nhảy nha, anh thấy người ta biến trên đông lắm. Dạ. Vậy là chính xác là hồi khoảng chừng 2-3 tiếng tới lại đây là anh chưa thấy người lạ nào lại. Chưa thấy người nhà ai lạ chứ, anh tưởng người nhà nữa đó. Hồi nãy giờ là em xuống là người đầu tiên phải không? Đúng chính xác. Em xuống người đầu tiên đó. Từ anh nãy giờ tạnh mưa mới đi lên, tạnh lên anh trai. Dạ, cái anh bán với số tình kia, ảnh nói có, là đi xuống đây đi. Cũng tưởng đâu là em là người nhà. Ờ, thì đó, tưởng người nhà không á, tại đâu có hay vụ mà nhảy đâu, mình đâu có thấy. Mình chỉ thấy thanh niên buông dẫn đông thôi. Dạ. Chỉ mong là người nhà. Vậy là chú làm cái trụ được cầu đấy hả? Thì tôi cho đây gác cầu, đưa dầm lên để cho người ta gác cầu trên đây. Nhưng mà mưa gió làm để chừng ngưng. Dạ. Nó ngưng. Đó. Rồi thấy tự nhiên mưa rồi mấy nhỏ đứng như đi hoài, mình nói vẻ tôi mới sợ giao thông đứng tránh mưa, nó đứng tránh giao thông mà tránh nhận ướt nghĩ thôi. Vậy chị đi vô hỏi sáng giờ có người nhảy cầu á, mới giật mình á. Vậy hả trời, sáng mình thấy đu bu thiệt mà không biết, không thấy người nhảy thôi. Dạ. Sáng giờ chưa có ai lớn á. Thì bản số của tỉnh Bến Tre luôn. Hả? Bản số tỉnh Bến Tre. Chú à, chiếc xe ghim. Đứng cái không, cái là chiếc quay. Quay. Nè nè chú. Là sát mé rồi. Ừ, nghe đây nè, nghe cái gì mày lâu nè. Đây là chiếc xe của cái người bỏ lại với mình bỏ lại. Cái này thì lúc anh ở dưới anh nhìn lên không thấy xe, nhưng mà anh thấy người đứng đông lắm, đứng lên lan can cầu đông lắm. Ngay cái nhịp đây luôn nè. Nhịp đây nè. Chứ không phải ngoài kia nha, ngay đây nè. Ngay đây luôn nè. Ngay cái chỗ khoa khỏi cầu thang nè. Dạ. 21 mà 4 ra số. Đứng lên đây nè. Quay. 71H5 8008 8008 dạ, số điện thoại này bung ra mình ta. Rồi chiếc quay á, quay alpha như quay alpha á. Quay alpha. Thế rồi. Thế rồi trong nhà coi luôn. Chứ không phải là ở nhiệt giữa nha. Anh thấy cái nhìn này like cũng như là quý cô chú. Cái xe này là đời cũ 4 số. Giờ mới là 5 số. Dạ. Quý cô chú anh chị. 71H5 8008 hả? Dạ, à, đúng rồi. 8008 dạ. 8008 dạ, dạ. 5 8008 nghe quý vị dạ. Nhìn đó đó, nhìn tên đẩy chỉ tay nè. Ngay cái cầu thang đúng không? Trời, ha. Đó, rồi tới chút. Đó thì đó, tới cái dạng đó. Đây là cái cầu chứ nó không phải ngay dịch giữa nào, nhảy ngay dịch này nè. Phía trong này. Trong bờ, gần đây mà nó đứng ngay đây chứ mà ngay giữa. Thầy chi tụi nó đá một đá đứng ngay giữa thì mình nói ngay giữa. Tại nó muốn chết ấy chứ còn đây đó lộ vô được. Không, cái số người ta hết rồi rồi anh ơi, số của người ta à, số của người ta rồi. Còn mà đây đó gần sạch dạ, nó nhảy xuống mà có nhiều cái nó không có cầu này, nó có 40 mét thì nó lộ vô được. Mà thấy đúng rồi, giữa cầu á nó làm không được. Hai anh biết sao không, khi mà nước dòng nó cái độ cao nó cao lắm mà khi cho mình xuống thì tức nước chịu không nổi đâu. Bởi người tặng này cái thì nó nhảy không có, ví dụ nó biết nhảy như mình á, biết nhảy nó nhảy còn nhảy có thế hả, nhảy có thế là dạ. À, biết rồi. Khi nào mà tìm lắm. Vậy là anh nói vậy. Ủa mà sao nó nhảy hồi nào mà mấy cái kia hay mà lại đứng đậu xe đó coi ta. Không hiểu. Thì mới ta thấy chiếc xe. Thấy chiếc xe đậu á. Ta biết rồi. Thấy chiếc xe chứ. Còn nó có bỏ dép lại chả không? Thấy một chiếc xe thôi. Chiếc xe thôi. Chiếc xe. Xe thì người ta phát hiện rồi, tại không thấy người chiếc xe bỏ ra có là phát hiện rồi. Cái dịp tông này hả? Cái gì nè anh? Mình này nè, đây ra cái móng đó cái gì? Chưa tới móng ngay cái cần cái cầu thang này nè. Đó này tại nó muốn chết sao chứ còn đây đó lội vô cái xe ngay gần cái cục điện đó đó. Đúng rồi, một là nó không biết lội. Không biết lội nhảy cả đó. Anh nghe chị thì nói có người nhảy cầu giật mình luôn. Cho ra tới cái móng đó lội vô cũng được. Anh chỗ sâu mà anh. Sâu á, đây gần cửa biển đó anh. Ta học cũng không sâu không. Nó biết lội thì nhảy xuống nó nổi lên chứ đâu có sâu có cạn gì, nó cũng vậy thôi. Đa số những người mà người ta muốn gieo mình là người ta đó, ít biết lội lắm. Hiếm lắm, hiếm biết lội lắm. Có như thằng của họ nhảy giữa 100 người thì vô khúc rồi, nó kêu có một người thì quay vô bờ được. Ra giữa cầu gieo mình xuống luôn. Rồi chết không anh? Không, nó lội vô gần tới một lúc sửa cái móng đó nó kêu cứu cứu rồi ở đây nó chạy ra ra. Giờ chiều hôm nay khoảng chừng 2 tuần mấy. Trời ơi. Vậy người ta cứu lên. Cứu lên. Mấy ông có cái bệnh gì không? À, ai biết ổng thì vô thấy ngồi cà gục đó. Chắc mệt quá. Kêu đưa lên nào một tự đi vô gấu sức khỏe đi rồi về chứ không ai bắt bớ la gầy gì đâu vậy hả?
Thôi vậy thôi, ông có chịu đi. À, giờ anh thấy cái ông đó lớn tuổi chưa? Khoảng tên dưới 40. À. Gieo xuống đã đời mà kêu cứu à? Lời mệt quá. Hồi nãy cái biển số xe là 71 gì? Ông thấy vậy rồi nha, ông quảng hồn vậy. 74. Cứu. À, để coi lại nghe số xe là 71H5 8008. À, có cô chú nào mà quen số xe này thì là chiếc QRS của chú chị. À, màu đen. Cái này là 10 người là đi hết 9 người. Dạ. Với cái đó có lớn cái đó. Chọn gái cũng cũng dạy đó, ở đầu dưới bên đáy người ta lội ra mình cứu. Thì sống sống. Cũng mạnh cũng lớn. À, chỉ có người đó sống với ông đó sống á, còn nhiều nhảy nhiều đi hết à. Anh cái ca mà nó nhảy ngoài khúc cây phải cái xà lan ngoài chỗ đó là sâu anh. Với tại đà ở trong này. Xà lan đậu mà không sâu á là sẽ đi nghiêng xà lan này, giờ nó cắm cái y nó cầu cái mặt sâu phật ra phật ra khoảng chừng 20 mét sâu. Độ sâu sâu quá anh. Ủa nãy giờ anh ra anh nghiên cứu về cái độ sâu quá hả? Không, anh nhìn anh nói là nếu mà nó ra khoảng chừng từ tông bờ dịch ra chừng 10 mét là tới cấp nó sâu rồi. Ờ, chỗ đó sâu là gì sao? Chỉ tại tông sao? Bờ nó lài thôi chứ còn nó không dám đậu xà lan chở nặng đậu sát bờ nó cạn á, nó nghiêng xà lan liền, nó phải đậu khỏi ngoài cái y đó nó mới chịu được anh. Chứ nói thành ra anh nhắc mai thì chỗ này sâu. Nước nó chừng mét mấy nước cái gì? Vậy là cái hồi đó là em độ nước nó cũng đang chuẩn bị gồng. Ờ, đang gồng đó. Bây giờ mình vô 1 tiếng mấy 2 tiếng mình vô giật thế nó còn xuống mét mấy nước á, dạ. Trên cầu. Nếu đó. Mà gồng là sẽ chảy ra cửa biển ra đó. Cửa biển. Dạ. Đó là cửa biển gần đó hả? Gần đó. Ra à, khỏi cái đám đó là ngoài cửa ra biển đó. Nào giờ em đâu có biết là cửa biển gần ở đây đâu. Ông nói nhà hay xuống mà ngồi vòng vòng giờ này là giờ là cũng mong là nước cạn anh. Giờ này nước cạn hả? Thấy những cái dạ. Cái đường lai với cái video đăng lên đó cho người nhà lại tìm người thân đó, cô chú anh chị thì bản số là 71 H5 71H5 8008. Tối ngủ dậy thấy hết hồn luôn. Hết hồn hả? Tối nay là kiếm anh á, tối nay xin ngủ á, xin ngủ nhờ. Nếu mà nhảy trong bờ trong đây là anh biết không? Tại phải có cái xe la này trong một chiếc, còn chiếc xe la nằm ngoài nữa là hai chiếc nó đậu cặp thì sợ nó bớ. Tối nay là bơi lên đó anh ơi, xin ngủ nhờ á. Anh Hiếu Kỳ anh giặt đồ cho nên anh nhìn thấy vậy. Thấy đông người coi thôi, đâu biết nhảy cầu hai chỗ cái cầu thang đó nè. Sát mà nó đứng luôn cái mình nói mấy này chắc sợ công an giao thông rồi. Nó chú nó đứng tránh nhận mưa. Là để mưa ướt để đón giao thông. Không ra có nó dựng chỗ đâu. Dạ ngay đó á, ngay đó hả? Ngay là ngay cái đó rồi. Tối nay lạnh lạnh anh ơi, cho em xin ngủ nhờ quá nha. Tối nay cũng thấp nhà giá. Mấy câu cả đóng rồi, sợ gì cũng dám ngủ. Anh ơi tối anh thấp người nhà anh giá rồi. Cái nhà thấp thấp nhà giá người ta anh tiếng với anh tại đồng ý người ta câu cá câu mình ở đây mình làm. Không điều nếu mà nó chưa cho xa là có thể dần dần mấy cái xà lan, hai cái xà lan nữa. Tại ở trong này một cái còn chiếc này mới cảnh được. Nói chung là nói cho giỡn với anh, nói với mình thắp cây nhang mình cầu nguyện mình giái thì tấm lòng của anh cũng công đức vô lượng. Cho gia đình người ta kiếm. Cho ta ấm cúng rồi ha. Cứ để ta nằm bị lạnh lẽo lắm. Dạ đúng rồi, lạnh lẽo lắm anh người. Ủa chú, rồi cái người đó là chú có biết được độ tuổi bao nhiêu không chú? Có biết đâu, mới nghe chị xuống nói vụ nhảy cầu có giật mình, thấy sáng nó một đám thanh niên đứng đông nè, đâu có biết vụ gì. Thì ra là nhảy cầu. Đàn ông hay phụ nữ à chú? Không biết nữa, nghe nói chị nói nam gì á. Đó, đây với cái tàu kéo với cái xà lan nằm ngoài kia đó rồi bảo đảm là vòng vòng đó thôi, cho người xuống kiếm kịp, đừng để nó dạ, chiều gồng quá tối nó đưa ra điện thua thôi. Nếu đang gồng thì đó, nhưng mà nếu mà đang gồng mà khoảng tiếng mấy hai tiếng có thể là nhảy xuống rồi nó túi nước nó trôi nó bá rồi mấy xà lan nằm vòng vòng cái liền. Thường là anh có thường là cặp ba cái bến này không? Ít, lần đầu tiên mới lên bến này nè. Vậy hả? Đầu tiên mới lên đó. Lên đây nằm đây cũng để coi nằm bên ngoài kia là 6 ngày. Vô đây được này nay là ngày thứ tư chưa lên dầm nằm đi không mấy ngày nay. Dạ vậy là cái thời điểm mà anh thấy đông vậy tới giờ này là khoảng chừng 2 tiếng hơn. Khoảng 2 tiếng. À. Tại nãy giờ mưa xong cái cũng rất là hoài, đợi mưa nó lên đi chơi đi vòng dạ. Vòng coi anh em có làm không? Dạ. Nắng làm nên tiếp anh em.
còn cái nói hồi không làm thì đi vòng vòng hỏi chơi nói chuyện tào lao nhau á thì gặp em đó. Dạ. Vô đó. Là cái thời điểm anh thấy ở đó đông tới tan luôn là khoảng chừng bao nhiêu phút anh nhớ không? Nó đứng cũng hồi trên 15 phút á, 10 người đông lắm. Đông lắm á. Rồi mưa này thì cái anh em thợ cần mạnh nào đấy công nhân này chạy vô tàu hết rồi anh lỡ giặt đồ nước rồi anh mới đứng mà anh coi dạ. Nhìn lên. Anh nói là mấy đứa nhỏ này sợ giao thông nè, nó chấp nhận ướt đừng đi cái bị giao thông bắt nè. Dạ. Vô em hỏi dùng nhảy cầu mới té nữa. Hết hồn á. Vậy á đó anh mới nói em là nếu mà người nhà thì cho người kiếm liền đi, nó vòng vòng trong đây thôi. Vậy là chiều nay hay chút nữa anh phải thắp nhang cầu nguyện cho người ta đi được. Dạ, vì nãy người nhà có lại hả chú? Có ai lại đâu? Chưa lại luôn hả? Thì tụi em lại đầu tiên đó. Dạ. Chị nào lại đầu tiên hỏi tụi em, anh mới tưởng là người nhà. Vậy là nếu mà là người nhà cho người kiếm liền đi để nó trôi ra biển đó. Vậy là chưa có người nhà gì hết á chú hả? Chưa có ai lại chứ không biết đâu lại. Chắc một hồi cho người ta hay tin chắc người ta cũng lại. Thì đó mình nghĩ vậy nhưng mà giờ thấy em lúc đó khoảng mấy giờ chú? Lúc trời mưa lớn là khoảng 9 giờ mấy. Rồi anh lấy mưa lớn cái anh giặt đồ của tàu ngồi nói chuyện tàu lao với cái anh thuyền trưởng bên tàu bên kia ngồi giỡn nói chuyện tàu lao hơi. Thấy còn mưa lắc rắc. Dạ. Thì lên đây cái hết tập mưa cái kính giờ lộ chơi coi tụi nó vòng vòng lên chơi nè. Rồi tới nắng lên thì làm mà cuối cùng anh em nó chưa làm. Thì em vô hỏi anh nha. Ủa đây là như cái cầu này là tàu củ chiên không chú? Hàm luôn. Cầu hàm luôn con lộn. Mới đi làm lần tiên cái cầu này nè. Nó biết đâu. Nghĩ là mấy đứa nó đứng trên cầu là nó đục mưa nó cởi áo mưa thôi. Ý nó đứng trên cầu anh nghĩ là nó sợ giao thông, nó có mặc áo mưa nữa. Nó mặc áo mưa nữa. Thì tại chắc theo anh tính ha, nếu nó nhảy lại nhảy lúc bắt đầu mưa, mưa rồi đang mưa rồi nó nhảy rồi thành ra người ta đi ngang thấy xe đậu đây ta mua về ta coi. Bao lúc đứng trên cầu chú không biết nam hay nữ sao? Anh xa quá ha. Kia nhìn đây mình chỉ thấy người bu trên đây thôi. Đó. Vậy là mình chưa xác định được là nam hay nữ ha. Không biết nam nữ. Rồi chiếc xe thì sao chiếc xe? Chiếc xe anh có thấy đâu. Rồi xe... mấy em này chụp cho anh coi anh thấy chứ anh cũng đâu biết đâu. Bản số là 71H58008. Anh em vô hỏi anh nè, anh mới kinh ngẩn á. Thì người nhà thì thấy ở trên cầu rồi có thêm một cái đôi dép của cô chú của cái đường lai này cho người nhà lại tìm người thân đó cô chú anh chị. Ờ giúp nam nghe, giúp nam. Nói người lạ, nói người nhà lại sớm sớm, thành thủ đừng để đưa ra biển, trôi ra biển khó tìm đó. Chiếc xe đó giờ đâu chú? Anh có biết đâu quan chức năng người ta chắc đưa về để điều tra tìm người thân á. Ủa chú vậy vậy là nhảy sát mé luôn hả chú? Thì ngay đây thì cũng không sát đâu, nó sâu lắm mà. Sâu lắm ha. Vậy là cũng gần gần mé. Gần mé thôi nhưng mà nó nhảy đi khúc ngoài đó là sâu lắm. Dạ. Vậy là nhảy xuống đó luôn ha. Rồi cái nhảy vậy mình không thấy thôi chứ còn thấy thì mình la lên rồi. Hoặc mình cho tàu chạy đây cấp cứu rồi. Không thấy. Ủa mực nước thì sáng là vào thời điểm đó nước cũng đang chảy xuống gì hết chứ. Nước đó và đó là nước nó đang dòng ròng ra. À, thật ra cũng cỡ 2 tiếng mấy đây thì bây giờ là nó đồng giật xuống mấy nước rồi đó. Giờ này chú cũng nghĩ là cũng còn gần gần dưới xà lan ha. Chú nghĩ dòng còn dính dưới xà lan không ta, còn dướng lại không ta? Có thể cũng may cầu mong cho nó dướng lại. Chú nghĩ là dướng dưới xà lan không? Cầu mong cho nó dướng lại. Dạ dướng lại. Hai cái xà lan là một cái bề ngang dài mười mấy mét thì hai cái 20 mét rồi. Yeah. Nếu giả sử nhảy nó trôi thì nó thoát dưới xà lan nó dần dần ở đây thì có thể dướng. Nếu mà dướng với xà lan là kiếm nó dễ, còn trôi xa là trôi xa là thua, ra cửa biển là thua rồi. Dạ. Ra biển là thua luôn rồi. Hướng này cửa biển luôn ha. Nè, cửa biển không luôn. Cửa biển sát bên nè. Với thời điểm đó. Với xà lan hả? Đi ra làm cắt cầu lên bây giờ cái xảy nghe. Con đẹp chú nói là thấy có mưa đứng trên cầu bà con ta bu lại hả? Không thấy nam nữ thanh niên gì á rồi mặc áo mưa đứng trên cầu mình nghĩ là mấy đứa nhỏ chắc nó tại giao thông nên nó chú mưa nó né giao thông. Yeah. Chấp nhận ước né giao thông thôi. Hướng nào chú chỉ lên con đó chú. Đây nè, ngay cái chỗ qua khỏi cái cầu này, tin nhìn. Yeah. Cái cầu anh chỉ. Yeah. À. Chắc cái xe đậu gần đây thành ra hỏi bu lại họ coi. Yeah. Họ không thấy xe, không thấy người mà thấy xe. Vậy là từ mé ra là nhịp thứ nhất. Nhịp mé ra là ngay cái gọi là gì? Cái bậc thang đó hả chú? Cái này gọi là cái lực là cầu gì dầm đúc. Dầm đúc nối ra. Dầm đúc nối ra. Đúc nối nè. Rồi mới tới dầm gác hả? Dầm gác là trong này. Dầm gác trong rồi đúng rồi. Tôi nhìn thấy dầm gác ở ngoài dài nè, là từ mí dầm đúc chở ra. Tàu có dầm đúc nối ra. Đó chú chuyên về làm cầu, chú gành về mấy cái này nữa. Thì con nhìn nó đúc không quá chứ đâu có nối, con này dầm gác nối nè. Dạ, chú đó chú gác nối. Con này là dầm đúc nối ra nè. Dạ. Có làm chú bên làm cầu chú gành nữa. Vậy chú mong là đừng có phải nhảy cầu đi hả chú? Chú bỏ là chiếc xe rồi đôi dép nữa. Ai mà đi chơi mà bỏ quên trên cầu được cũng, ví dụ bình thường có chuyện mình rồi. Biết là mất vậy rồi. Thế nhưng mà ban ngày mình gặp thì không có nổi, nhưng mà tối gì bất từ là tối mình đi ra mình xin hay là mình đội đèn mình đi coi nước nó đi
nó dòng nó giật xuống, mình thấy thì mình hơi giật mình thiệt, hết hồn ăn vậy, tại bất ngờ như thấy có người nằm đó thì hết hồn. Yeah. Tối nay có khi nào tận mắt chứng kiến là nhìn thấy cái lúc mà còn ở trên nhảy xuống không á hả? Dạ dạ không, chú thấy tại lúc đó trời mưa rồi, chú lo giặt đồ rồi thấy đông rồi chú nghĩ là chắc người ta sợ công an nó đứng tránh mưa thôi. Dạ. Tránh công an thôi. Dạ vậy là lúc nhảy là chú không thấy ha? Không thấy. Dạ. Chú thấy là tụi chú la lên là lấy tàu ra coi. Dạ, vớt là... liền chứ. Dạ. Đâu lẽ vậy. Tàu kéo gần đây mà, nó la lên là bắt anh em lấy tàu ra vớt người ta lên liền. Dạ. Để vớt liền chứ đâu để tao chết vậy được. Dạ. Vậy đúng là rồi. Mai mốt rồi có giặt đồ tranh thủ giặt đồ sớm. Ừ. Có người mình ở hiền gặp lại. Dạ. Chú cứ thắp nhang người ta giá người ta. Vậy là chiều nay chú thắp nhang dân giá. Dạ. Cho tối nay chú mà thắp nhang là cho thấy tối nay cho gia đình ta thấy. Dạ. Cho chú thấy không nha. Cho chú thấy luôn ha. Thấy rồi cái mình giữ người ta đây nè. Giữ lại hả chú ha. Thấy cũng tội. Có vậy chú ơi, phải hai mấy tiếng mới nổi chú ơi. Thì nhưng mà giờ chỉ mong mà sao nó bá rồi nằm còn nằm ở xà lan vòng vòng dưới đây á. Yeah. Chỉ mong vậy thôi. Yeah. Chú này thường thường người ta nói tới 3 ngày là hết chú. Cái xà lan của chú chở cái mấy dầm gác cầu này của chú chị. Đó. Xà lan hai cái lớn lớn không à. Đây là cầu hầm luôn nha của chú chị. Cái cầu này cũng rất là nhiều vụ xảy ra nha của chú chị. Cầu hầm luôn cũng như là cầu cổ chiên thì hàng năm có rất là nhiều vụ. Đó. Thì cái bảng số xe thì nãy giờ mình cũng có nói là số bảng số xe là 71H58008. Đây là cái số xe thì bỏ lại chiếc RS, QRS và một đôi dép trên cầu. Hy vọng đăng video này thì được người nhà người thân biết tới bảng số xe này và chia sẻ mạnh lên báo cho gia đình biết ngay của chú chị. Rồi thì bây giờ mình xin tạm ngừng video tại đây, mình sẽ cập nhật tiếp tục. Nếu mà gặp người thân gia đình mình sẽ phỏng vấn tiếp tục cho cô chị xem trên đường like này.